Câu chuyện này sẽ giúp cho những bạn đang làm trong lĩnh vực về bảo hiểm, kinh doanh hệ thống hay là MLM. Đó là một cái người nông dân, ông ta mới bắt đầu vào mùa vụ đi gieo hạt giống để mà trồng. Thì khi mà ông ta cầm cái rổ hạt giống ấy, thì bắt đầu ông ta rải những cái hạt đầu tiên. Thì có một con chim nó đến nó ăn. Thì lúc này ông ta rất là tức tối và ông ta lấy hòn đá ném. Và ông ta xua, ông ta chửi, ông ta nói con chim rất là nhiều. Và sau đó ông ta nhận ra một cái điều rằng là khi mình làm cái điều đó nó không giải quyết được. Bởi vì mình cứ gieo hạt xuống, chim nó lại đến ăn. Mình cứ gieo xuống, chim lại đến ăn. Thì lúc này ông ta mới đưa ra một lựa chọn. Đó là mình sẽ rải nhiều hơn. Và sau đó ông ta đã rải rất là nhiều. Và chim ăn đến, cứ để chim cứ đến ăn. Và ông ta không quan tâm về điều đó nữa. Thì lúc đó có những cái hạt giống là nó rơi vào những cái tảng đá và với ánh nắng mặt trời và làm cho cái hạt giống đó bị và ông ta cũng bỏ qua những hạt giống đó. Có những hạt giống bắt đầu ông ta theo dõi và thấy hạt giống nó bắt đầu nảy mầm lên rồi, thì vừa mới chùi trồi lên một chút xíu thôi thì bắt đầu có những cái gai đâm chọc và đưa cái hạt giống đó lên trên và cây hạt giống đó nó cũng luôn. Rồi sau đó có những hạt giống đó là gì ạ? Đó là bắt đầu nó mọc lên được một chút xíu, không có bị tác động bởi những cái cây gai nào hết. Thì khi mà nó đang vừa chớm lên rồi thì có những người đi qua dẫm nát và cái hạt giống đó cũng và rồi còn những cái hạt giống còn lại đó là với một cái môi trường tốt, được chăm sóc rất là tốt, được tưới nước rất là tốt, phân bón rất là tốt và nó đâm chồi nảy lồng và nó phát triển theo thời gian. Và đến một ngày cây này nó đã phát triển thành một cái cây rất to lớn, sai quả, nó mang về một mùa bội thu cho cái người nông dân này. Đó là một cái câu chuyện nó cũng giống như trong công việc kinh doanh của các bạn vậy. Đó là gì? Khi bạn tuyển dụng rất nhiều và có những người đầu tiên thì bị những con chim, bị những người khác đến người ta lấy. Rồi có những người lên thì họ cứ quá cứng đầu. Đó, hay là có những cái người thì đó là vừa lên cái bị tai nạn và bị những cái vấn đề gì đó và làm họ không thể đi cùng với bạn được. Sau đó có những người thì đến thì bị một ai đó tác động và người ta cũng rời bỏ và chỉ còn lại những con người cuối cùng họ mới có thể đi cùng với bạn và tạo nên những cái thành tựu, tạo ra những cái kết quả lớn. Qua câu chuyện đó, bạn rút ra được bài học gì cho cái công việc kinh doanh của mình? Hãy comment dưới đoạn video clip này và cùng với nhau chúng ta chia sẻ về những bài học bổ ích cho tương lai của chúng ta. Nên trong lịch của bạn, hãy kiên trì, hãy bền bỉ, tiếp tục đi tiếp con đường của mình và làm đúng cái nhiệm vụ của mình, đó tiếp tục gieo hạt, tiếp tục đưa những hạt giống đến cho những con người phù hợp, những con người tốt, bởi vì đến đúng người, cơ hội của bạn sẽ tỏa sáng và bạn sẽ có được sự thành công. Xin chào, hẹn gặp lại.